Cuộc đời thật là buồn phiền, một chút rượu giúp ta xóa đi ưu phiền. Hỡi tất cả nỗi buồn hãy theo rượu cùng tan biến, để cho cuộc đời ta mãi mãi là thần tiên. Đã quá. Đã quá anh ơi, nữa nè, nữa nè. Có không à. Diêm Vương gọi hồn cảnh ba, không có kẻ nào mà chết được cảnh năm. Ta là sứ giả thần chết, hỏi linh hồn hãy rời bỏ thân xác của người, đi với ta xuống địa ngục. Thì ra người ở đây, ta đã tìm người đâu rồi, thần chết à? Cổng địa ngục. Cuối cùng cũng tới rồi. Xuống địa ngục nào. Tên thần chết kia, hãy mau đưa ta xuống địa ngục nhanh lên. Tên ngục thần chết hay sao? Nhanh lên, ngươi có muốn đưa ta xuống hay không? Nếu không đưa ta, ta sẽ cho ngươi ăn đòn tiếp tục nè. Ta đau quá. Ta đau quá. Đường, ta sẽ đưa ngươi xuống. Thương tâm bị ngục. Người tiếp theo. Người họ tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Tại sao? Thưa ngày sinh, tôi chỉ có thể đưa ngày tới đây mà thôi. Sức lực tôi có hạn rồi. Tôi kêu. Nhanh lên, không có thời gian đâu. Từ khi phán quan bị thương, anh em ta rất là khổ cực đây nè. Dạ, thưa đại nhân, tôi nhớ rồi ạ. Tôi là Nguyễn Thị Lon, năm nay 70 tuổi. Tôi chết vì bệnh ung thư. Này, nhóc con, chết cũng phải xếp hàng. Ra đằng sau đi. Ta không có chết, ta không cần phải xếp hàng. Cái tên phán xét kìa, người hãy mau đưa ta xuống địa ngục để ta cứu mẹ của ta. Hả? Sao cái thằng nhóc này lại xuống được đây? Mày chưa chết mà mày xuống đây. Được, tao sẽ cho mày xuống địa ngục luôn. Nhưng mà mày phải xếp hàng. Chắc mày chưa biết tao là ai đâu. Mày còn nhớ phán quan của mày không? Đã bại dưới tay của tao đó. Hả? Thì ra mày là thằng xinh đã giết phán quan hay sao? Và bây giờ kể cả mày luôn. Mày định làm gì tao? Mày định làm gì tao? Chết đi. Mẹ ơi, chờ con sẽ cứu mẹ. Tầng 3, thiên thủ địa ngục. Ở đây là ở đâu vậy? Đau quá, chúng tôi đau quá. Có ai đó là bên cứu chúng tôi không? Trời ơi, đau quá. Quỷ sai ơi, là bớt tha cho chúng tôi biết lỗi rồi. Đau quá. Đừng có bọn chúng là hết. Ta hạnh phúc quá các bạn ơi. Xin ngài, còn một tên nữa kìa, ném hắn lên trên luôn đi. Nhanh bạn chống kìa. Những cái cây này đang xuyên qua thịt của tôi. Đau quá. Đúng là lũ quỷ sai độc ác này. Những người đó đã chết rồi, họ còn biết gì nữa đâu. Ta sẽ tiêu diệt các ngươi, lũ quỷ sai. Nhận lấy nữa nè. Bây giờ mình phải cứu những người trên kia xuống. Mình không thể nhìn họ đau đớn như vậy được. Hãy xuống đi, ta kéo nè. Người nữa, hãy xuống luôn đi. Ta sẽ kéo tất cả mọi người đều xuống hết. Cảm ơn ngài nhiều lắm. Chúng tôi cảm ơn ngài. Các người xuống đi.
ta cho phép các người xuống đó. Ta sẽ giải thoát hết tất cả các người. Xuống đi, xuống hết đi. Mừng quá anh em ơi. Cảm ơn ngày ấy đi. Chúng tôi xin cảm ơn ngài. Chúng tôi ngàn lần cảm ơn ngài. Ngài ơi, ngài đi đâu vậy? Cho chúng tôi đi theo với. Tâm bồi, ngu khách đi. Dạo này lũ bò châu của chúng ta khỏe ghê luôn đó. Một ngày bọn chúng có thể dặm chết hàng trăm tên như thế kia. Đáng đời giải thôi, chúng giải thôi. Tù đen mà vậy? Nhìn kia, nhìn kia. Tiến lên nào anh em, giết lũ quỷ sai, cứu ngục tù. Ngục tù ở tầng nào mà loạn quá vậy? Giết hết bọn chúng đi. Người bị giết sẽ là các người đó. Quỷ sai là cái thứ gì vậy? Không, đừng. Nào mọi người, vào giải cứu những người khác đi. Nào anh em, tiến lên, vào chuồng châu bò này giết hết bọn châu bò ác độc này đi. Cứu những nạn nhân tội nghiệp, nhanh lên. Ôi, đi ngục dạo này loạn ghê. Được rồi, dừng lại đi. Mười hãy tới, xóa sổ tất cả quỷ sai, tù ngục lật châu bò tại tầng địa ngục này đi. Quái thú của Di Phu, quái thú của Di Phu, chạy đi anh em, chạy đi, không kịp rồi. Con súc sinh đó dám giết ngục tù hay sao? Hả? Đọc con, có phải người là kia đã gây ra cuộc hỗn độn này không? Một tối chim vương. Người đâu rồi? Mau ra đây đấu với ta một trận. Ta sẽ thay thế tất cả những thần địa ngục dưới đây. Thì ra người nấp sau lưng ta. Hãy đứng lại. Tên bẩn thỉu, người hãy mau hiện hình ra đây. Tại sao người hèn nhát vậy? Người chỉ là một đứa trẻ con. Lũ tay chân của ta là việc chẳng ra đâu cả. Hãy để cho người lấy mất sức mạnh của một con quỷ địa ngục. Tất cả những sức mạnh, lực, tất cả tù nhân, quỷ sai dưới địa ngục này chính là của ta. Ta là Diêm Vương. Xin mẹ, là tiếc của mẹ. Mẹ ơi, mau thả mẹ ta ra. Nếu không ta sẽ xóa sổ ngươi. Thằng nhóc ngây thơ, nãy giờ ngươi có đụng tới một sợi tóc ta có được hay không? Nhóc con, ngươi hãy giao lại sức mạnh của ngươi. Ta sẽ tha cho mẹ con ngươi về trần gian. Được. Ngươi lấy đi. Hay lắm. Có hiểu lắm. Tốt. Diêm Vương, nó đã làm rồi. Xin ngài thả hai mẹ con tôi ra. Lũ người phàm các ngươi, dám qua lên với ta. Kẻ nào chết thì chắc chắn không thể thoát khỏi. Đồ lừa dối, Diêm Vương là đồ lừa dối. Mẹ ơi, mẹ tôi đâu rồi? Mẹ ơi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con xin là con. Trời ơi, mẹ gặp ác mộng. Mẹ bị bắt xuống địa ngục. Không phải mơ đâu, là sự thật đó mẹ. Vậy là Diêm Vương đã giữ lời. Số phận của hai mẹ con người vẫn còn trên trần gian, ta không thể cắt ngang được. Nãy giờ dưới địa ngục có thấy ta ngầu hay không? Cảm ơn các bạn nhỏ đã theo dõi sinh phần cuối cùng.
các bạn có một ngày mới thật vui vẻ. Khi nào du hành địa ngục thì hú ta.